Trong lòng tôi hoa đẹp xinh ơi, em chính người tôi thiết tha yêu thương. Yeah.
Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
Chùa Từ Lâm
cùng chư tôn các ni trụ sứ tịnh thừa Thiên Huệ cùng về tham dự trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt chào đón sự hiện diện của hơn 200 lưu học sinh Lào cùng với quý vị thiền tịnh Phật tử đã về tham dự trong chương trình ngày hôm nay. Có lẽ chúng con sẽ được thông qua chương trình: một, niệm Phật cầu gia hộ; hai, tuyên bố lý do; ba, gửi điều đại biểu thông qua chương trình; bốn, diễn từ của ban tổ chức; năm, cảm từ của đại diện sinh viên Lào; sáu, văn nghệ chào mừng tịnh Lào; bảy, pháp thoại của hòa thượng Trực Minh; tám, hồi hướng. Và tiếp theo chương trình, chúng con sẽ được thành kính cung thỉnh đại đức Thích Thiền Đình đọc lời diễn từ của ban tổ chức. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh đại đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính được bài học hòa thượng Đạo Hiệu Thích Thời Phước, ủy viên thường trực hội đồng trị sự, phó trưởng ban thường trực ban hoằng pháp trung ương, phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, chủ trì chùa Từ Lâm thành phố Huế. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử cùng hơn 200 bạn du học sinh Lào đang học tập tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Hôm nay ngày 21 tháng 4 năm 2024, ngày 13 tháng 3 năm Giáp Thìn, trong không khí tâm quan kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2024, và cùng niềm vui đặc biệt của dân tộc Việt Nam là sự kiện trọng đại của nước bạn Lào anh em đang diễn ra. Đó là Tết cổ truyền dân tộc Lào hôm nay năm 2024. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, tại đất nước Lào, Đạo Phật từ lâu đã trở thành quốc giáo. Do đó, Tết Phun Vi Mây là sự kiện quan trọng đối với nhân dân và các Phật tử Lào. Ngày Tết Phun Vi Mây được diễn ra vào tháng 4 dương lịch hàng năm. Lễ hội có ý nghĩa mang lại sự an lành, mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, ấm no hạnh phúc cho mọi người. Trong tâm thức của những người Lào cũng như người Việt, Tết cổ truyền là giây phút hạnh phúc, bình an được ở bên người thân bạn bè, được quay cùng bên mâm cơm đoàn viên để sẻ chia những vui buồn của cuộc sống. Hơn 200 lưu học sinh Lào đã học tập tại Huế, không có điều kiện để trở về quê hương đón Tết, do đang trong mùa thi cử cũng như khó khăn về điều kiện đi lại. Do vậy, chùa Từ Lâm tổ chức lễ Tết cho các bạn trong dịp này nhằm giúp các em vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà và cảm thấy mình cũng đang được tròn cái Tết tại quê hương. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, với sự quan tâm đặc biệt đó, trong nhiều năm qua, hòa thượng chủ trì chùa Từ Lâm vẫn luôn duy trì tổ chức lễ Tết Phun Vi Mây cho sinh viên Lào. Đây là một hoạt động thật sự có ý nghĩa, mang giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện sự gắn bó mật thiết, gắn thắt chặt tình hữu nghị hai nước Việt Lào mà thân thiết và bền vững. Qua đó còn thể hiện sứ mệnh ngoại giao nhân dân mà Trung ương Giáo hội cũng như Bộ Ngoại giao Việt Nam khởi xướng. Với tất cả tình cảm đặc biệt đó, thay mặt chùa Từ Lâm, chúng tôi kính chúc toàn thể nhân dân Lào anh em nói chung và các bạn du học sinh Lào đại hội nói riêng đón mừng năm mới Phun Vi Mây 2024 vô lượng an lành, đạt tường như ý. Nam mô Thượng Hoa Thị Bồ Tát Ma Ha Tát. Con xin được thành kính biết ơn đại đức Thích Thiền Đình. Và tiếp theo chương trình, để bày tỏ tấm lòng tri ân của các du học sinh Lào đối với hòa thượng chủ trì và chư tôn hiền đức, xin mời sinh viên Phong Nam Pha đại diện cho hơn 200 sinh viên Lào đọc lời cảm từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng,
Chỉ cảnh hoa được điều trị của người lâu, chỉ cảnh kim tôn đức tăng ni, chỉ thương vì người điều, chỉ thương vì thần quốc gạo, cùng đoàn thể các bạn. Có tên là Hoa Nam Ma Lâm Phạm Lâm Hít, phổ ba ngày kiện, xin khỏe thay mặt cho toàn thể lưu học sinh nào đại hủy, bày tỏ sự xúc động và hạnh phúc khi được tham dự lễ quân tin này do chùa tổ chức. Với sự chứng minh tham dự của Hòa Thượng Chủ Trì cùng đại chúng chùa Từ Lâm và thể tín Phật tử gần xa, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý huyện ủy, hàng các tứ hòa phận hàng tư thiên nhân của tổ lào anh em lại đón nhất đón tế cổ truyền quân kim này để cầu mong cho một năm mới mưa thuận gió hòa, nhà nhà an vui hạnh phúc, người người sức khỏe may mắn. Lễ hội quân kim này là lễ hội mừng năm mới ở Lào thường diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 hàng năm theo Phật lịch. Lễ hội mang ý nghĩa theo lại sự bán nghề, phồn vinh cho vạn vật, ấm no hạnh phúc, hòa thiện cuộc sống của con người. Ngày đến, mọi người được tề nhóm vào nhau để cầu may, chúc phúc cho cả năm. Tế quân kim này thường diễn ra trong 3 ngày. Ngày đầu tiên, người dân sẽ đến chùa để cầu nguyện sức khỏe và hạnh phúc cho cả năm. Tiếp đến, người ta được thưởng phần cao một ca nhân trong 3 ngày để cho mọi người có thể vào phạm phật. Thưởng thơm sau khi cửa lên các thưởng phật sẽ được hứng lại đeo về nhà để thoa lên người làm cửa. Ngay tế, khách đến trong nhà, cửa chủ nhà buộc vòng, cổ tay một vòng chỉ sẵn hoặc đỏ, được thưởng hạnh phúc và sức khỏe. Trong suốt 3 ngày tế, ai có nhiều chỉ buộc tay thì sẽ được coi là người sẽ gặp may mắn cả năm. Kính đẹp như tôn đức, kính thưa quý hiền vị, chúng con biết đến ngôi chùa Từ Lâm cổ kính thân thương này mang lại cho chúng con hơi thở của sự an tịnh và tình bì, niềm tin chỉ về và nghỉ lực. Hòa Thượng Chủ Trì cùng chư tăng trong chùa đã hiện lòng nhớ thương chúng con. Năm nào cũng tổ chức nhiều lễ hội cho du học sinh Lào chúng con như lễ quân kim may, lễ nguyên đán Việt Nam và cả lễ hội văn hóa khác. Chùa Từ Lâm luôn mang cả trái tim ngân nghĩa yêu thương quý mến dành cho chúng con, làm cho chúng con cảm nhận được sự yên ổn, gần gũi, thân quen dù đang ở nơi xa xứ quê hương, nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Nhân dịp Tết Quân Kim May Phật lịch 2568, chúng con thành kính tri ân công đức của Hòa Thượng Chủ Trì cùng tất cả chư tăng và Phật tử chùa Từ Lâm. Con xin chúc quý thầy pháp thể thiên an, Phật sự niên thành. Xin chúc tất cả quý Phật tử cùng cả anh chị em lưu học sinh đang sống và học tập tại Việt Nam, tại thành phố Huế luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Sang năm mới, dù sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong học tập và rèn luyện, nhưng với sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau bằng niềm tin tam bảo nhất định, chúng con sẽ vượt qua mọi thử thách để đạt được những thành quả trong học tập và rèn luyện. Nam mô Thượng Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin cảm ơn toàn sinh viên con Nam Hà đã đại diện cảm ơn hàng trăm toàn sinh viên Lào đọc lời cảm từ và tiễn ra chương trình. Xin mời chư tôn đức cùng toàn thể hội tụ để với điều này truyền thống ly la ly lát do cả bạn lưu học sinh Lào trên bày. Thank you.
chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể hội chúng, nhân gian vạn vật bồ đề, mười phương chúng phụ về quê thân mình, lắng nghe lời Phật thuyết minh, cho con tu học tâm mình sáng trong. Vào giờ này toàn thể các bạn du học sinh nào cùng thiền tỷ phật tử đã làm lòng thất tình hưởng về chư công đức, chúng con sẽ được thanh kính cung thỉnh hòa thượng chứng minh từ bi hoan hỷ ban những lời phạm chủ định cho toàn thể hội chúng được thập nhân lời lạc. Chúng con sẽ được thanh kính cung thỉnh hòa thượng. Chư công đức tăng ni, thưa toàn thể quý đạo hữu, thưa quý vị đồng tu, chư học sinh và các chư học sinh, hôm nay bạn hãy cùng tôi để chúc mừng được đón tiếp quý vị du học sinh nào đã học tại Huế, cũng như đi lắm, cũng như về đất nước này để học và làm. Vừa qua thì chúng ta đã làm lễ cầu an tại Cẩm Điền, và trong lễ cầu an thì chư tăng cũng đã thực hiện ý thức học Phật, truyền thống của Phật giáo, và đặc biệt là thăm sâu vào cái hệ thống của những cái là hôm nay trong buổi học lần này thì ngày chúng tôi chia sẻ một bài thời rất ngắn và tâm kinh rất là dài dài ở liên quan đến những việc học Phật, thì có tất cả như là một từ cũng như là lưu thức là những học ý nghĩa
chứng tĩnh, thiền định và định lực. Nếu không thực hành bố thí, không thực hành trì giới, không thực hành lành dục, không thực hành thiền định, không thực hành lý lệ, không thực hành lục đồ này, thì không bao giờ có người có được thánh được là thành tâm, không có được hướng báo về vô ta và chất, cùng như nhiều cuối tháng là thành không chút được. Có người nhờ của Đức Phật chứng bày thì tiên kiến thức mà chúng ta tập hành thì Đức Phật cũng là dạy dùng hiểu thân, hiểu thật để mà tổng cho điều hành cũng là cái này sự khó của chúng ta rất nhiều. Bởi vì cho nên lễ hội cuối chúng mày là sống đó họ phân tập hợp và sống đó là để biết về cái cuộc chung nhau đã thể được cái sự thấm đậm về tư tưởng về văn hóa về đạo đức của Phật giáo trong thời đại sống của nhân dân nào. Người được tăng chúng bổ thí tức là chúng ta chia sẻ về quan hệ tài sản vật chất của mình. Chúng ta không bổ thí những cái phước pháp, những cái con đường, những cái cách thức để đem lại an lạc hạnh phúc cho nhau. Thì chúng ta không chia sẻ làm thế nào để có được những nỗi lo sợ của người được cả. Thì như vậy chúng ta không thực hành bổ thí. Không thực hành bổ thí thì nó sẽ không có được bảo vệ vật chất cũng như mà đời sống tiến bộ không còn thanh thản nữa. Chúng ta không biên giới có nghĩa là không cả mình không có khổ đạo đức. Thì như vậy chúng ta trở thành một con người luôn luôn ước làm gì thì làm bất chấp nhân quả thiện hạnh. Thì như vậy chúng ta sẽ không có một đời sống an lạc thành không có một đời sống tiến bộ. Chúng ta không ngồi được thực tập nhân dân của nghĩa là điều họ vượt qua trong cái chuyện nhà không những việc chặt bằng mắt và bằng mắt làm cho tâm con người của chúng ta trái đạo. Thì như vậy chúng ta sẽ không có một cái sức mạnh về nội lực của mình, không có sức mạnh về nội lực của mình để vượt qua cái tấm gai chuyện này trong cuộc đời. Vì vậy chúng ta, cuộc sống chúng ta không thể được được khi chúng ta gặp không bao giờ này. Chúng ta không thực tập đức tận thì không có một cái gì để cuộc đời này mà chúng ta đã hướng tới. Chúng ta không có cơ hội để được. Cho nên đức tận đó là cái năng lực mà giúp cho chúng ta đi đến đức mà chúng ta đã hoàn thành và nhắm tới. Và đã có nhiều hợp tác của trời. Nên là trong cái học viên là thường học là tiền đi lường nước, không tiền ác phải lường. Học mà không tâm tiền, học mà không xem văn, học mà không nhân cần, mà còn dàn ra diễn ra thì không có gì để có đạt được kết quả trong việc học của mình. Chúng ta không nỗ lực tu tập thiền định tức là biết quán xét về nội tâm của mình, quán xét về lời nói, về sự xuất hiện, về hành động của mình và trong cuộc đời này thì chúng ta sẽ không phải là những người có trí tuệ để chúng ta có đủ ánh sáng đi vào cuộc đời, đi vào các sự nghiệp và đạt được những sự nghiệp như ý muốn hoặc lợi ích cho bản thân, với gia đình và xã hội. Không có Phật trí tuệ có nghĩa là không rèn luyện ngoài việc tâm được để có được trí thức, tức là những sự hiểu biết mà do chúng ta tiếp cận hoặc học bên ngoài thì chúng ta không có việc rèn luyện từ gốc của mình. Có người có tỷ lệ tính hiện tại từ duyên giới
thành phẩm tuyên lên trên một tác phẩm đi về qua phẩm tuyên giá tức là sự tuyên bộ hồ. Thế vậy, 6 cái lạc vực, 6 cái điên lên đồng nhắc nhớ cho chúng ta Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta nỗ lực lên, nỗ lực lên liền để chúng ta có được thân của ta nhiên trở về với Đức Phật, để chúng ta có được ý về kiến thức kiên độ khả năng thống nhiệm cuộc đời, và đặc biệt là chúng ta có được năng lực để vượt qua trong các việc này, có được năng lực để tiến bước trên đường tìm lối để biết an lạc hạnh phúc thành tựu trong cuộc đời và đạt được chân lý giác ngộ được sự thành tựu cuộc đời. Đây là điều thắc mắc. Cho nên trong buổi gặp được hôm nay, thầy xin chia sẻ với các bạn những lý bài rất mong tất cả quý học sinh là cố gắng nỗ lực chống chỉ học tập rèn luyện thật sự để chúng ta đạt được cái thành quả học tập mà được bao nhiêu thì phải hy vọng, thì phải mong đầu của các mẹ, của người thân, của bạn bè đã đi thể hiện và mong được đạt được cái kết quả đó, họ muốn với cái thành quả mình đạt được. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có một nhiệm vụ là chúng ta học để mà phục vụ cho quê hương, phục vụ cho đất nước, phục vụ cho tổ quốc dân tộc, và đồng thời chúng ta phục vụ cho những loài những hành tinh này. Trong đó có một quan hệ cực kỳ đặc biệt từ cả anh em mạnh hơn phía Việt Nam và Lào. Chúng ta làm được điều này còn mà chúng ta phải biết về tiền theo sáu yên mà biết tổ quốc, và đặc biệt về thân của người ta nghiêm thì chúng ta phải luôn luôn dùng nước sạch có thơm, tức là bảo vệ giới hạn của con người, bảo vệ tình nghĩa của con người chúng ta, tình nghĩa đánh về trẻ đẹp, tình nghĩa về khắc sư và đề nghị, còn tại bên ngoài thì là một con người. Cho nên ngoài việc học tập ra thì sau buổi kiến thức thì chúng ta còn nỗ lực chúng ta phải có ý đề, chúng ta còn nỗ lực để mà phát triển về đích thành của mình, phát triển cái tính trị cao đẹp nhất trong con người chúng ta. Đây là thời gian cũng được nhiều, nên là điều đổi và còn dần đổi lo. Cho nên một chia sẻ như vậy và khi hàng tâm đầu Phật Giá Hồ với Cô Đức Tăng Ni chỉ đạo Phật Quyền và tất cả những học sinh là ta luôn luôn được sự hồ nhìn giá đẹp của Đức Phật bằng cách chúng ta cũng nghiêm ánh niềm vấn đề tác động của người Đức Phật, thực hành lời dạy của Ngài và thực hành theo những lời dạy hướng dẫn của Bậc Thiên Sư mà chúng ta có liên gặp được trong cuộc đời này. Thì bảo như vậy cuộc đời của chúng ta sẽ sức khỏe liên, chúng ta có an lạc thật sự, chúng ta có hạnh phúc thật sự và chúng ta có những năng lực để tiến bước và mà vươn lên trong cuộc đời này sẽ sức khỏe liên. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được thành kính niệm ơn Hòa Thượng Trường Minh đã ban những lời tạm dụ đồng viên sắc tận chúng con tu tập. Chúng con nguyện sẽ cố gắng tinh thần tu tập thật tu. Chúng con xin kính nguyện Hòa Thượng Pháp Âm Thượng Lưu, Pháp Thân Thượng Chiếu, Pháp Lực Vô Biên, Hòa Duyên Vô Ngại, mãi là cội Bồ Đề tỏa bỏ mạng cho hàng hồ học chúng con được được. Chương trình để cổ truyền Phun Phi Mai Lào được tổ chức tại Chùa Từ Lâm để đây là thập phần viên mạng. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin được thành kính đảnh lễ niệm ơn sự hiện diện chứng minh của Hòa Thượng Chủ Trì Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chúc Chư Tôn Đức Bồ Đề tỏa mạng, Phật sự viên thành. Xin kính chúc các bạn lưu học sinh nào một năm mới an khang thịnh vượng, mọi ước nguyện đều tốt đẹp nhất sẽ đến với quý vị và gia đình trong năm mới. Hãy cùng nhau đón một năm mới tươi sáng đầy hứa hẹn và thành công. Xin gửi đến toàn thể quý thiền tịnh Phật tử lời cầu chúc an lành luôn được sống trong ánh sáng từ quang của chư Phật.
mặc dù ban tổ chức chúng con đã cố gắng hết sức, tuy nhiên không sao để khỏi niềm thiếu sót, ngưỡng mong vị này và vị vị niềm tình hoan hỷ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con sẽ được thành kính cung thỉnh chư tổ đức cùng toàn thể ngồi chúng trang nghiêm từ lập để niệm kệ hồi hướng.
Xin cảm ơn điểm mạng đến từ sức viên Nam Thang Thang và đồn của Hoa. Hoa đẹp trong ba trong vườn đã bao lâu rồi mà hoa vẫn đẹp nhất trong lòng tôi.